Chương 1 công dân số. Vận động người dân sử dụng tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID. Chỉ cần có tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID và bất kỳ thời gian, địa điểm ở đâu, công dân cũng có thể tham gia tố giác tội phạm mà không phải trực tiếp đến cơ quan công an xã phường thị trấn hay gọi điện thoại, gửi thư đến cơ quan chức năng để cung cấp thông tin. Đó là một trong những tiện ích người dân được thụ hưởng khi sử dụng tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID và được Bộ Công an phát triển với mục tiêu xây dựng đây là kênh tố giác tội phạm nhanh chóng, hiệu quả. Hiện vẫn còn nhiều người dân chưa biết đến tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID. Tỷ lệ sử dụng vẫn còn thấp. Lực lượng công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền vận động đến từng người dân biết và hiểu về cách thức sử dụng tính năng hữu ích này. Từ đầu năm đến nay, công an các địa phương ở Quảng Ngãi đã tiếp nhận gần 100 tin tố giác, tin báo về tội phạm qua ứng dụng VNeID. Với mô hình tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID, những phản ánh cũng như thông tin công dân được hoàn toàn bảo mật và không được chia sẻ cho các đơn vị khác. Thông tin được công dân phản ánh sẽ được chuyển trực tiếp đến phần mềm tố giác, tin báo về tội phạm của lực lượng công an và sau đó được tiếp nhận, xác minh, làm rõ theo quy định. Lực lượng công an đã bố trí cán bộ thường xuyên trực hệ thống tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm trên VNeID. Mọi phản ánh của người dân sẽ được tiếp nhận và giải quyết kịp thời. Cấp con dấu mới cho cơ quan tổ chức doanh nghiệp thuộc sự quản lý của nhà nước qua hình thức trực tuyến. Một trong 25 dịch vụ công thiết yếu của đề án 06. Với hình thức này, thì cơ quan tổ chức làm hồ sơ đăng ký xin cấp con dấu mới không cần trực tiếp đến cơ quan công an. Mọi thủ tục đều làm hoàn toàn trên mạng Internet, góp phần cải cách hành chính, giảm thời gian chi phí đi lại cho tổ chức cá nhân khi nộp hồ sơ, tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan đăng ký quản lý con dấu. Thủ tục đăng ký xin cấp con dấu mới cho cơ quan tổ chức doanh nghiệp thuộc sự quản lý của nhà nước đang được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trực tuyến toàn trình. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã giải quyết gần 500 hồ sơ xin cấp con dấu mới. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã liên thông với các ngành, nên người đại diện cơ quan tổ chức doanh nghiệp đăng ký xin cấp con dấu, thực hiện các hồ sơ trên môi trường mạng dễ dàng, nhanh chóng. Trước tiên á, đầu tiên thì người dân cần phải tạo cái tài khoản trên cổng dịch vụ công của chính phủ hoặc là dịch vụ công của Bộ Công an. Thì sau khi mà đăng nhập vào cổng dịch vụ công thì người dân có thể là nộp hồ sơ trực tuyến, chọn thủ tục hành chính mà mình mong muốn, trong đó có các cái thủ tục về đi qua đến con dấu. Thì khi mà vào đến các cái phần mà thủ tục hành chính đi con dấu thì từng bước thực hiện theo sự hướng dẫn trên cổng dịch vụ công rất cụ thể, là từ các cái thủ tục là cần các cái thủ tục gì, các bước như thế nào, và kể cả như là các trình tự thủ tục rồi các cái thời gian qua các bước cũng đã thể hiện rất cụ thể trong hướng dẫn ở trên cổng dịch vụ công, người dân có thể dễ dàng để thực hiện cái việc nộp hồ sơ. Và khi hồ sơ được tiếp nhận thì qua từng bước là sẽ có thông báo đến số điện thoại hoặc đến email của người dân để người dân biết rằng các hồ sơ của mình đã đến các bước nào, hoặc nếu như hồ sơ gặp các vướng mắc gì thì trong đó trong các cái hướng dẫn mà gửi về cho người dân cũng sẽ nêu cụ thể những cái gì người dân cần phải bổ sung, hoặc là có những cái cung cấp số điện thoại để người dân thắc mắc có thể để liên hệ trực tiếp. Giải quyết thủ tục xin cấp con dấu mới là một bước cải cách hành chính của Bộ Công an, mang đến những tiện ích tốt nhất cho tổ chức cá nhân và doanh nghiệp, đúng theo tinh thần mà đề án 06 của chính phủ đã đặt ra, tăng tính minh bạch trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu. Người dân nắm được các quy trình. Thứ hai là người dân thuận tiện, người dân khi là không cần phải trực tiếp đến cơ quan để mà nộp hồ sơ, họ có thể là ở tại nhà, ở tại cơ quan và trực tiếp họ nộp hồ sơ luôn và ở khâu vận chuyển, và cũng thuận tiện hơn cho người dân lẫn cơ quan tổ chức khi có thể là thuận tiện và liên lạc và trao đổi với nhau trong các trường hợp ví dụ như là bổ sung hồ sơ hoặc là thông báo cho các bên trao đổi với nhau khi mà xử lý xong qua từng bước, ví dụ như sau khi tiếp nhận hay là sau khi đã thẩm duyệt trình ký hoặc là khi đã có kết quả. Hiện nay tại Trung tâm Phục vụ Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Quảng Ngãi có bộ phận tiếp nhận xử lý hồ sơ xin cấp con dấu mới
qua hình thức trực tuyến của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ngãi. Khi có thắc mắc liên quan đến việc làm thủ tục, hồ sơ xin cấp con dấu mới, thì cơ quan tổ chức doanh nghiệp gọi số 0255 393 5555. Sau khi được kết nối thì nhấn tiếp số 625 để được trả lời giải quyết.